ban giám thị và toàn thể chư quý vị học viên thân mến. Đức Phật cho biết, nơi nào không có bát chánh đạo thì nơi đó không có đạo giải thoát. Còn Đức Thầy của chúng ta cho tín đồ hiểu rằng bát chánh đạo thực hành là chúng ta sẽ được tấn triển trên con đường giải thoát. Vì vậy, cái tiết mục hôm nay là chúng ta sẽ được học cái bốn chánh đầu. Như quý vị đã biết, Đức Thầy chúng ta đã viết bát chánh vào năm 1940 trong bài Dặn dò bổn đạo, và đến ngày 23 tháng 9 thì Ngài viết một lần nữa ở trong cái bài trong quyển tư, tức là Giác Mê Tâm Kệ. Và 5 năm sau, 1945, thì Ngài đã viết tại Sài Gòn một lần nữa bát chánh đạo bằng tản văn, mà tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đều thuộc nằm lòng và chuyên tâm để thực hành cái đạo bát chánh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề bát chánh đạo, trong lớp học này chúng ta sẽ được nghe bốn chánh đầu qua giáo lý viên Phan Chí Tâm. Thay mặt cho ban giám thị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Phan Chí Tâm, tổng giám thị lớp, sẽ lên chia sẻ đến tất cả các học viên. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị chúng ta quan nhân việc. Quý vị trong ban tổ chức lớp, kính thưa quý vị thành viên trong ban giám thị, kính thưa toàn thể đồng đạo học viên thân kính, thì hôm nay là ngày học thứ ba của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 442 được tổ chức tại ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay theo sự phân công của ban lãnh đạo lớp, chúng tôi trở về đây để gặp gỡ với tất cả học viên chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề bốn chánh đầu trong bát chánh đạo. Vậy là nói đầu tiên cũng xin gửi đến toàn thể quý học viên, quý bạn trẻ lời chào mừng hân hoan cũng như lời chúc phúc tốt đẹp nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì vừa qua chúng ta cũng đã nghe một vị giáo lý viên cũng là phó hiệu trưởng của trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo đến từ Trung ương trở về đây để chia sẻ qua một cái chuyên đề tu huệ. Thì chúng tôi thấy học viên chúng ta rất là say sưa để nghe vị giáo lý viên trình bày hết sức là thực tế, phù hợp với cái lứa tuổi trẻ của quý vị. Cho nên thì trong quá trình trên dưới một tiếng rưỡi thì đồng đạo chúng ta rất là phải nói là hết sức là theo dõi cái bài giảng. Và cái bài tu huệ cũng là một cái bài quan trọng, có thể là sau này có trong phần ôn thi, đồng đạo cũng cố gắng về nhà chúng ta xem lại. Thì giờ đây thì đáng lẽ là học đề tu phước, nhưng là do thì các giáo lý viên đến trễ, hơn nữa thì vị phó tổng giám thị lớp giáo lý viên Lê Quang Nghĩa phụ trách đề tài này thì cũng mới vừa đến lớp, cho nên thì đầu giờ chiều chúng ta sẽ tiếp tục học lại cái bài tu phước do phó tổng giám thị trình bày. Còn cái chuyên đề này đáng lẽ là ngày mai chúng tôi mới gặp gỡ quý vị, nhưng mà do ngày mai thì bận đi khai giảng khóa học 443 rồi thì không thể thiếu rồi, cho nên hôm nay giảng trước một ngày. Có thể là chương trình ngày mai thì chúng ta đôn lên một cái bài ơn tổ tiên cha mẹ. Thì thật ra thì các câu hỏi thì đồng đạo đã có rồi, chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp theo một cái tiến trình có logic để đồng đạo dễ theo dõi theo cái dàn bài trong cái bài giảng trong tài liệu.
Tuy nhiên thì phải nói rõ là có những cái là chúng ta cũng phải chấp nhận, bởi vì giờ này thì trong đạo mình về nhân sự rất là ít, đội ngũ giáo lý viên chúng tôi thì không đông lắm, và những người phụ trách đi thuyết giảng và các lớp học rất là ít. Một người phải kiêm nhiệm nhiều lớp và kiêm nhiệm nhiều nơi, do vậy thì bài giảng mà có cái phần nó không có theo một cái thời lượng cũng như theo cái hoạch định của tài liệu của câu hỏi thì cũng mong các bạn trẻ cũng thông cảm nha, thông cảm, bởi vì thật ra tôi không muốn đâu, nhưng mà thật ra thì chương trình của mình nó bắt buộc phải vậy, là mùa hè năm nào cũng vậy hết á, tổ chức lớp liên tục, một năm có khi đến 30-40 lớp, mà hiện giờ là trên dưới gần 30 lớp rồi, mà đâu phải một nơi, trải dài rất là nhiều tỉnh á. Như hôm qua là bế giảng một lớp học ở tại Cà Mau không ấy, ở Khánh Hòa, Cà Mau đó, xa vậy đó, thì anh em cũng phải tới ngoại để giảng bài, lo cái lớp. Rồi giờ này tôi còn cái lớp ở bên Tháp 10 ở bển á, lớp đó học một ngày hai tuần, thứ bảy chủ nhật thì tôi phải bay về bển nữa. Lớp đó thì khai giảng thì lâu rồi, nhưng mà học tới 7 tuần đó, thì có khoảng bế giảng sau lớp học chúng ta. Do đó thì cái đội ngũ thì cũng ít, mỏng lắm. Do vậy thì cái phần bài vở của mình nó không có theo một cái tiến trình trong sự sắp xếp, thì cũng mong các bạn trẻ, thì tôi tin chắc rằng với cái lứa tuổi các bạn cũng như với cái trình độ nhanh nhẹn của mình thì các bạn chắc có thể là tiếp thu rất là nhanh qua các chuyên đề. Thì theo rút kinh nghiệm ở các lớp đó, thì lớp mà đạt điểm cao nhất đó thì thường thường là lớp trẻ thế này. Cho nên thì chúng tôi cũng có họp ban trước hôm qua rồi, cũng bàn bạc sắp xếp để đưa ra một số cái phần quà phù hợp với các bạn. Thì lớp học mình thì xin nhắc lại thì có thể là ba cái hạng đầu thì chúng ta được các nhà mạnh thường quân hỗ trợ về tiền mặt, thủ pha thì 3 triệu, hạng ưu, hai hạng ưu thì mỗi hạng 1 triệu. Thì bên cạnh đó thì có thể chúng tôi cũng liên hệ ban tổ chức để có thể là cũng chuẩn bị trên dưới khoảng hơn 30 triệu nữa. Hôm qua có bàn rồi, để có thể là mua quà tặng cho quý vị, thì trong đó có quà, có tiền. Thì nếu như học viên nào mà học đạt hạng từ loại khá giỏi ăn lên đó, xuất sắc đó, thì nó sẽ mức tiền kèm theo không nhiều lắm. Tuy nhiên thì đó cũng là chuyện cái sự phải nói rõ là phụ thuộc thôi. Cái quan trọng đồng đạo học ở đây là cái kiến thức là chính. Còn về tiền bạc thì theo tôi nghĩ rằng nó chỉ phụ thuộc thôi. Giống như để tiền thù lao cho quý bạn cực khổ đến đây học trong 15 ngày. Còn các bạn mà đạt trung bình thì có thể chúng tôi sẽ có phần quà phù hợp với các bạn trong cái lứa tuổi học sinh như ngày giờ này ha, thì cũng xin thông báo trước vậy. Thì thôi, giờ đây thì thời gian không nhiều lắm, giờ này kém 15 nữa là 11 giờ, thì chắc có thể là tôi giảng đây đến 11 giờ đó. Các bạn cũng thông cảm ngồi lâu một tí ha, do hôm nay thì sinh hoạt đầu giờ hơi dài ha. Thì các bạn trẻ dạy tài liệu ra, hôm nay chúng ta học cái bài số 7. Thì chúng tôi sẽ trình bày cái trang 25, 26, 27. Thì ở trong cái chuyên đề này thì có 3 câu hỏi ở đây. Tuy nhiên thì trong cái 28 câu hỏi mà trao cho các bạn đó thì chỉ có 2 câu thôi. Thì tôi trình bày với vị ghi chú ha. Bởi vì ở đây thì trong cái tài liệu thì không có, tức là ghi chánh văn thôi. Phải chi như bên cái phần tu phước tu huệ thì chúng ta dễ rồi ha, có nhận bài rõ ràng. Còn ở cái phần luận về bát chánh thì chánh văn thì đồng đạo cũng phải chịu cực ha, chịu cực ghi chú và theo dõi. Thì trước khi đi vào về cái phần bát chánh đạo, hai chúng ta tiết này thì tôi cũng thì bát chánh đạo là một trong 8 con đường giải thoát, tức là chuẩn bị đi vào trình bày thì tôi cũng xin tức là khái nét một số cho các bạn hiểu được cái nguồn gốc bát chánh đạo. Theo triết học Phật giáo, một cái bài pháp A Hàm Kinh mà Đức Phật thuyết trên dưới 8 năm, trên dưới 12 năm, tức là thập nhị 12 năm Đức Phật nói kinh A Hàm, thì trong đó có 4 cái điều quan trọng gọi là tứ diệu đế, gọi là tứ thánh đế. Thì nếu như các bạn nào có từng đọc kinh sách thì mới hiểu vấn đề này. Thì trong đó có đạo đế, có khổ đế, rồi có diệt đế, có tập đế, và quan trọng là đạo đế. Thì đạo đế là con đường tu hành để thoát khổ. Thì theo triết học Phật giáo thì đạo đế nó gồm có đến 37 phẩm. Trong đó thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và cuối cùng là bát chánh đạo. Thì các cái câu từ này quý vị cũng khó hiểu lắm ha, nhưng mà đây là theo triết học Phật giáo rồi, chúng ta phải nhắc thôi. Bởi vì đây là những cái từ ngữ chuyên ngôn, những thuật ngữ chuyên ngôn của đạo Phật đó.
Và đặc biệt thì trong 37 phẩm này, nhưng mà tụ trung lại thì bát chánh đạo là cốt lõi á. Chỉ cần hành giả thực hiện được 8 cái điều này thôi thì gần như chúng ta hoàn mãn cả là, tức là 37 phẩm còn lại, còn tức là 29 phẩm còn lại đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời, Đức Thầy xác định rằng tùy phong quá dân sanh phù hợp, chấp bút thần thể bổn kinh. Đức Thầy dựa vào căn cơ trình độ chúng sanh trong thời mạt hạ, Đức Thầy chúng ta chỉ đưa ra bát chánh đạo để đại diện cho đạo đế, thì bát chánh đạo rất là đầy đủ. Nếu thực hiện được điều này thì chúng ta có luôn cả 37 phẩm. Mà Đức Thầy dạy là thuyền lâm Phật thích phở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kìa, phổ quá dân lành trong khắp chốn, hoàng là cầu bốn biển khắp danh bia. Thì như vừa rồi đồng đạo cũng nghe vị sướng công viên, cũng là giám thị đã có giới thiệu rồi. Đức Thầy Đức Phật đã trùng tiên rằng nơi nào có bát chánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát rất rõ ràng. Thì như vậy thì bát chánh đạo gồm có là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, rồi chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. Thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày 4 chánh đầu, còn 4 chánh còn lại chắc có thể là chiều mai, chiều mai chúng ta mới tiếp tục học cái bài này tiếp theo. Bởi vì cái vị mà phụ trách 4 chánh này thì cũng là phó tổng giám thị lớp này. Thì ngày mai vị này và tôi buổi sáng mai phải lo cái vấn đề khai giảng học bên kia, thì có thể là chiều mai thì chúng ta mới học thêm 4 chánh còn lại. Nó có một cái khoảng cách vậy đó, bởi vì do bây giờ đang xen các lớp mà ha, đó có thông cảm. Thì trong 4 chánh này thì đặc biệt thì qua bát chánh đạo này luôn cả 8 chánh, thì Đức Thầy viết tới 3 lần trong toàn bộ sấm thi của Ngài. Bởi vì đây là một bài pháp quan trọng, là 8 cái con đường giải thoát. Có thể nói rằng đây là một cái con đường đưa hành giả đắc được cái quả vị thinh văn, còn rồi gọi là quả vị A-la-hán đó. Con người muốn đạt ở chỗ giải thoát phải tu tập vấn đề này. Mà Đức Thầy đã dạy là trừ xong 3 nghiệp chướng hay làm theo 8 điều chánh, và sau khi vị được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt đến mục đích, thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát. Như vậy thì nguyên văn Đức Thầy đã dạy thì đây là quyển kinh nhật tụng. Bên đạo Phật người ta cũng có kinh nhật tụng, thì đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta cũng có kinh nhật tụng. Cho nên quý vị học lớp này rồi, thì khi mà chúng ta có tiếp cận với bè bạn mình mà bên đạo Phật đó, thì bên kia người ta có kinh nhật tụng, thì mình cũng có tự hào rằng trong đạo Phật giáo Hòa Hảo thôi, Đức Thầy tôi cũng có dạy về quyển kinh nhật tụng. Quyển kinh nhật tụng chúng ta đó là bát chánh đạo. Chính vì tầm quan trọng này mà Đức Thầy phải viết bát chánh đạo đến 3 lần. Lần thứ nhất là Thầy viết trong Giác Mê Tâm Kệ vào ngày 20 tháng 9, chỉ ngắn gọn có 44 câu thôi, theo thể thơ Thất Ngôn Trường Thiên trong 846 câu của quyển Giác Mê Tâm Kệ. Chẳng những như vậy mà lần thứ hai Thầy viết trong bài Dặn Dò Bổn Đạo vào đó tháng 2 năm Canh Thìn, viết theo thể thơ Thượng Lục Hạ Bát 24 câu, mà Đức Thầy diễn luận bát chánh đạo cách hết sức là rõ rệt. Chẳng những hai lần, mà đến lần thứ ba khi đến Sài Gòn năm Ất Dậu thì Đức Thầy sáng tác quyển Tôn Chỉ Hành Đạo, còn gọi là quyển 6. Thì trong Tôn Chỉ Hành Đạo Đức Thầy lại viết thêm lần thứ ba về bát chánh đạo. Lần này thì Thầy viết bằng văn tản, và cái nguyên văn là trong tài liệu chúng ta có đó. Cho nên thì học cái bài bát chánh đạo này chúng ta phải liên hệ quyển tư, rồi luôn cả cái bài Dặn Dò Bổn Đạo và cái phần trong chánh văn tài liệu chúng ta. Nhưng mà cái chủ yếu chính là trong chánh văn tài liệu ha. Còn các cái câu giảng khác thì một lát là tôi ghi chứng minh, ghi trên bảng đồng đạo ghi chú theo. Thì hôm nay trong cái thời gian hơn một giờ mà chúng ta trình bày 4 chánh thì rất là ngắn. Thì ở cái trang YouTube cá nhân của tôi thì chúng tôi cũng có trình bày 8 chánh, mỗi chánh là một đề. Nó thời gian dao động khoảng từ 1 tiết, tức là khoảng 45 đến 1 giờ đó, thì có đủ hết. Cho nên học lớp học mà xong đi, đồng đạo muốn học Phật thì dễ lắm, chỉ cần lên đó thôi. Chỉ cần chúng ta gõ các từ khóa thì tôi có, nói chung là mọi thứ tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì đầy đủ các đề tài thì để cho đồng đạo nói chung và học viên khắp nơi nói riêng thì có thể cần thì chúng ta tham khảo. Bởi vì cái tri thức học Phật là một cái tri thức vốn quý, một tri thức trí tuệ mà vừa rồi chúng ta nghe bài giảng đó. Đời sống con người mình mà thiếu đi cái phần tâm linh này, con người chúng ta rất là dễ sa ngã quý vị ạ. Cho nên tôi mà gặp các bạn trẻ tôi mừng lắm. Bởi vì tôi cũng như quý vị, cái lứa tuổi này, lứa tuổi rất là dễ tiêm nhiễm, nhất hồi đó tôi học phổ thông gì đó. Cái thời gian này là rất là tiêm nhiễm nè. Thời gian tôi học hồi đó thì thời gian xã hội còn nghèo, không có nhiều cái sự tiêm nhiễm. Còn giờ này chúng ta thấy rằng trên mạng Facebook rồi Facebook rồi Zalo rồi mọi thứ rất là dễ đưa con người chúng ta vào trị lạc lắm. Cho nên các bạn mà có được cái vốn tri thức học Phật rồi đó, thì tôi tin chắc rằng các bạn
ra đời sau này nó sẽ hiển vinh hơn những người khác. Bởi vì nếu như chúng ta giàu có thành những người phải nói rõ là đẳng cấp trên xã hội, tôi nói thí dụ như những người tỷ phú đi, mà các vị này mà không có được một tri thức học Phật đó, thì các vị này không có tồn tại đồng đạo. Bởi vì theo một cái định lý về nhân quả, một người học Phật thì người ta biết được nhân quả, biết được tội, biết được phước, biết được cái con đường về thiên đàng, một con đường về có Phật giải thoát, và đồng thời người ta cũng biết được cái con đường về địa ngục, con đường đau khổ. Cho nên học Phật là một con đường an vui, một con đường tĩnh lặng để đưa chúng ta đến cái chỗ hạnh phúc, chẳng những hiện tại mà hạnh phúc ở tương lai. Vì vậy Đức Thầy xác định rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ ti tình thế đổi thay chớ tấm lòng nhân chẳng đổi. Đức Thầy chúng ta viết từng câu từng chữ, chúng ta đọc, chúng ta suy gẫm, chúng ta mới cảm nhận được Ngài là một vị Phật đó. Cho nên hôm nay quý lắm, quý lắm khi chúng ta tham gia lớp học này. Thì thôi bây giờ để chúng tôi đi vào cái chánh đầu tiên ha, là chúng ta học qua cái phần chánh kiến. Thì kính thưa quý vị, thì trong mỗi chánh như vậy thì chúng ta, tôi thì có thể là không có theo tài liệu, bởi vì tài liệu thì ban phổ truyền đã vạch sẵn rồi, tức là dàn bài chung gồm có là định nghĩa, gồm có tức là tà, gồm có nguyên nhân, có hành trạng, có tai hại, rồi có phương pháp hành lợi ích. Thì nó dài quá thì có thể chúng ta cũng khó nắm. Tuy nhiên thì chúng tôi chỉ đưa ra các ý. Thứ nhất là định nghĩa, tức là khái niệm đó, khái niệm về chánh kiến và các chánh còn lại. Và cái tiếp theo là chúng ta nói về phần tà, rồi hành trạng, nguyên nhân, pháp hành. Thì nếu cái nào có lợi ích thì chúng ta tiếp cái phần lợi ích ha. Thì thứ nhất là chánh kiến. Bây giờ chúng ta hiểu cái ý đầu tiên đi. Có thể chúng ta tạm đánh số 1 đi về khái niệm. Thì khái niệm này thì quý vị chúng ta không có thể nào khác được theo tài liệu ha. Khái niệm Đức Thầy dạy chánh là gì? Này là nguyên văn đồng đạo. Cái nào nguyên văn chúng tôi đánh cái một kép. Chánh là đúng sự thật nè. Chánh là đúng sự thật. Kiến thấy xem xét. Kiến thấy xem xét. Chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Đây là nguyên văn. Đồng đạo đánh dấu được đoạn nguyên văn nó có sẵn nè. Chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Rồi câu giảng này tài liệu không có, chúng ta ghi nè. Thứ nhất, chánh kiến diệt chi xem nhìn. Thứ nhất, chánh kiến. Thứ nhất, chánh kiến diệt chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xét đón sở tình ba là. Thì tôi ghi một câu thôi. Đồng đạo ghi một câu đi, rồi có gì nữa hỏi là giám thị. Hơn nữa là chúng ta ngày mai còn sinh hoạt mà ha. Nhắc lại nè, tóc ký nè. Thứ nhất, chánh kiến việc chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xét đón sở tinh mà là. Thầy viết trong bài giảng dò đồng đạo. Cho nên có cuốn thi văn toàn bộ chúng ta dạch ra xem. Hay đó là cái định nghĩa chánh kiến. Và khi nói đến chánh thì đương nhiên ngoài cái khái niệm chánh kiến ra, thì đương nhiên cái phần số 2 nhỏ nữa là chúng ta phải tìm hiểu là tà. Tà kiến. Bởi vì trong Bát Chánh Đạo thì Đức Thầy không nói về tà. Tuy nhiên khi mà hiểu được cái tà thì chúng ta sẽ biết được cái chánh thôi. Tức là khi mình biết được cái bộ mặt thật của ma quỷ thì đương nhiên chúng ta không phạm và mình trở con đường chánh ha. Vậy thì chánh kiến là chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Còn tà kiến là gì? Tà kiến là sự thấy biết. Thế đồng đạo ghi chú ý này để làm cái tư liệu ha. Sự thấy biết làm lạc sai chạy ha, gọn thôi. Tà kiến là gì? Là sự thấy biết làm lạc sai chạy. Từ đó chúng ta mới suy ra được rằng trong cuộc sống con người của mình đó quý vị, chẳng những quý vị mà tôi cũng vậy nữa đó nha. Nhiều khi rồi chúng ta có những cái sự thấy biết nó sai, tức là do một cái nguyên nhân gì đó mà cái chính yếu nhất thì một lát chúng ta sẽ tìm hiểu. Tức là cũng khác do một cái nguyên nhân, cái nguyên nhân cố hữu, cái nguyên nhân từ vô thủy, cái nguyên nhân chúng ta không học Phật, cái nguyên nhân chúng ta không hiểu. Vì vậy cho nên trong cuộc sống thường ngày đó thì mình có những cái, rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta nói, đánh giá, suy nghĩ sai lầm về người khác. Thì những cái ý nghĩ đó, những cái sự sai lầm đó luôn cái con đường tu hành chạy theo tà đạo, thì những cái đó đều gọi là tà kiến ha. Nó gọn vậy. Rồi chúng ta đến cái phần thứ ba tiếp theo.
Tức là sau phần tà rồi, chúng ta đến phần thứ ba tiếp theo là đến cái phần hành trạng và nguyên nhân. Tức là nguyên nhân sanh tà kiến đó. Nguyên nhân và hành trạng luôn, chung nhau đi ha, cho chúng ta dễ hiểu. Nguyên nhân hành trạng. Như vậy thì nguyên nhân thì ở đây thì mình quý vị chỉ cần theo nguyên văn Đức Thầy thôi, mà chúng tôi chia ra vài ý, chúng ta giải nghĩa một số thôi. Đức Thầy dạy, ý thứ nhất, phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn. Thấy đoạn giảng đó ha, thường hay bị bản ngã. Trong tài liệu đồng đạo, đây là nguyên văn: thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Vậy thì nguyên thứ nhất là do cái bản ngã. Các bạn trẻ mình biết bản ngã là gì không? Biết không quý vị? Lớp trưởng biết bản ngã là gì không? Bản ngã là cái ta. Hồi xưa mình cái ta. Cái ta, không phải là sai trái, bản ngã là cái ta. Chữ bản là gốc, chữ ngã là ta. Đó là mình nói theo từ Hán học á, nhưng đây là một thuật ngữ của Phật giáo. Như vậy thì bản ngã là cái ta, cái tôi á, cái tôi đáng ghét á. Mình các bạn nào có nghe các cái bài giảng của các vị ở bên Phật giáo thì các chúng ta hiểu rất rõ cái tôi đáng ghét đó. Bởi vì chung quy lại cuộc đời của mình á, sống cũng vì cái ta. Cũng vì cái ta này mà nó đọa lạc từ vô lý kiếp đến nay nè. Khi sanh làm người, lúc đọa địa ngục. Khi sanh làm thân bị đói, lúc đọa súc sanh. Cũng vì cái ta nè, ta là Phan Chí Tâm nè, không ai bằng ta. Đó, ta thế này, ta thế kia, ta thế nọ. Chính vì cái ta, mình không thấy được cái dở của mình. Mình cứ cường điệu, cứ thấy được cái những cái tự hào của mình. Thì không ngờ lại là những cái đó là những cái giết mình đó. Nó hại là mình. Mà quý vị thấy rõ rằng trong học tập của các bạn, điều này các bạn thấy rõ mà. Nếu như một lớp học mà 40 bạn, mà bạn nào mà cái tôi mà cao nhất bạn đó học không bao giờ giỏi đúng không? Mà ngược lại bạn đó thì được, tức là không được lòng các bạn khác. Nếu học giỏi thì người này phải là một cái người gần như là khiêm nhường. Mà thầy đã dạy là trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm đó. Chúng ta phải khiêm cung, phải dẹp bỏ cái bản ngã cái ta. Vì vậy cho nên sở dĩ mà chúng ta có tà kiến, không có được chánh kiến, thì cái gốc tôi muốn nói đây là cái bản ngã cái ta. Lúc nào cũng cho ta hơn thiên hạ hết, nhưng thật chắc ra trên đời đâu ai hơn ai đồng đạo. Tam nhân đồng hành nhất ngã sự sư yên mà. Tức là trên đời này tất cả đều là thầy của ta. Một cuộc đi ba người thì Khổng Tử dạy rồi. Cái người dở cũng là thầy chúng ta, mà cái người giỏi cũng là thầy chúng ta. Cái người dở thì chúng ta học để chúng ta trách, mà cái người giỏi thì chúng ta học để chúng ta làm theo. Phải không? Tôi và quý vị cũng vậy. Tôi học quý vị học tôi. Chúng ta đâu có phân biệt. Sở dĩ hơn với nhau về kiến thức, hơn nhau về tuổi tác, hơn nhau về vị trí, về xã hội, thì đây là do nhân duyên thôi. Do tôi sinh trước quý vị vài mươi năm chẳng hạn vậy. Do tôi có đủ khả năng học Phật cho nên đứng đây, cho thật chắc ra mai mốt vậy giỏi hơn tôi nữa sao. Cho nên cái gì quý vị mình cũng phải nhìn đến một cái chung đó. Dầu chúng ta khác nhau mỗi lứa tuổi, nhưng mà một cái chúng ta đồng nhau, đồng đạo nhớ cái gì không? Cái đồng nhau là mỗi chúng ta đều có cái gọi là chủng tử Phật. Cái này không cho cãi được. Dầu rằng quý vị nhỏ hơn thôi, vai trò gì là học viên, tôi là tổng giám thị, nhưng mà thật chắc ra cái chủng tử Phật này chúng ta đồng nhau, phải không? Tức là cái Phật tánh đó, cái chủng tử Phật đó. Thì vào lớp học đạo, học đạo này để làm chi? Để khơi dậy cái chủng tử Phật của các vị. Bởi vì từ xưa đến giờ, nhiều khi các vị mà chưa tiếp xúc cái đạo đó thì các vị gần như chủng tử Phật, Phật này, hạt giống này nó nằm sâu vào trong một cái tiềm thức rồi. Hôm nay chúng ta khơi dậy và chúng ta ban cho nó vài cái cơn mưa pháp. Cho nên thầy dạy là hạp mùa tiết giống kia, bất luận thải mọc mầm chỗ lá mấy màu, trong chúng sanh nghĩ tận đua đầu về cực lạc mới là hết khổ nè. Thì tự nhiên có mưa thì hạt giống nó nảy nở thôi. Tới nảy nở rồi chưa biết ai hơn ai, thấy không? Quan trọng là sức tỉnh hồi, quan trọng là sự nhận thức. Do vậy cho nên ở đây muốn nói ở đây, trong một cái lớp học này và xa lớp học này rồi, các bạn về nhà cũng vậy. Các bạn cần phải nhớ lại cái nguồn gốc mà chúng ta tâm tối là không ngoài cái bản ngã. Mà Đức Thầy dạy làm sao? Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Vì vậy cho nên bản ngã là cái gốc
gốc cái ta này mà chúng ta nhìn nhận sai lầm. Các cái vị viên án, các cái vị mà quan ngày xưa đó, mà các vị nào mà có bản ngã cao chừng nào không giỏi. Tức là một con người phải có một cái sự suy nghĩ trầm tĩnh, nghe theo nhiều chiều, giống như trường hợp của Bao Công, Bao Thanh Thiên. Ông này mà thôi nói là ông này đạt chánh kiến của thế gian nào đâu ạ. Hay nó không hết à. Rồi ngoài bản ngã ra, Đức Thầy dạy khi vì tư thù. Tư thù đạo biết là gì không? Tư thù là gì? Những cái thuật ngữ Hán học này cũng hơi làm khó quý vị ha. Nhưng tại tôi động não một chút thôi. Tư thù là gì? Dễ mà. Là thù oán riêng tư, đúng không? Thù oán riêng tư. Tư thù là thù oán riêng tư. Như vậy thì khi mà nhận định một vấn đề gì đó, mà nếu chúng ta có phụ vào cái sự thù oán riêng tư đó thì không có chính xác rồi. Giả sử như hai bạn này học chung lớp với nhau, nhưng hai cái bạn này có một cái mâu thuẫn với nhau, tức là có thù oán nhau ở nhiều lớp trước á, thì cho nên khi mà có thù oán nhau rồi thì cái trong mắt của cái người này nhìn người kia là không bao giờ tốt, nhìn không đúng. Dầu rằng người kia học giỏi, người kia rất là thông minh, người kia rất là tốt, nhưng mà vì mình thù oán với họ thì trong đầu mình á, nó đã phải nói là quân tập một cái khối, cái suy nghĩ tích tụ một khối suy nghĩ đó, cứ coi người ta là xấu không à, bị mình ghét người ta. Cho nên ông cha mình có một câu rất là phải nói là ok ha, thương nhau thương cả nó đi, mà ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng. Tôn ti họ hàng người ta có làm gì đâu mà tự nhiên mình ghét người ta ghét luôn à. Thương nhau tréo cũng tròn, mà ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Kính thưa đồng đạo đó. Thương nhau nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước giữa dòng cũng dơ thôi à. Cho nên muốn nói rằng khi mà chúng ta muốn phán xét cái gì đó, mình muốn nhận định gì đó về một nhân vật nào đó, một người bạn nào đó, về một người nào đó, về nhân phẩm, về đạo đức, thì chúng ta coi coi mình với người đó có thù oán riêng tư không. Nếu mà có rồi thì coi chừng chúng ta đoán sai, mình dừng lại phan suy đoán, coi chừng mình rơi vào tà kiến. Khi mình rơi vào tà kiến rồi thì quý vị thấy rằng cái tai hại thì chúng ta thấy khôn cùng. Thứ nhất là mình làm cho người ta trách oan người ta, không công bằng. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng gây nghiệp, nghiệp rất nặng đó. Ngày xưa viên án vì thù oán riêng tư sàm tấu với vua Cảnh Đế, cho nên đem Triệu Thố ra chém đầu. Đây là tư thù đó. Và chính vì cái oan hồn này nè, cái nghiệp này nè, mà Triệu Thố phải theo viên án, viên án mãi đến 10 kiếp đó. Bởi viên án không tu lắm, cho nên không có vô để, gần như là không có vô hại không được. Đến kiếp thứ 10, khi ông trở thành một vị quốc sư trí huyền ngộ đạt, do một giây phút bất cẩn ông mở một cánh cửa trong danh lợi, cuối cùng thì nghiệp nó nhập ông, nó làm vết thương của ông ở chân nổi lên một ghẻ gọi là Nhân Viễn Sang. Một ghẻ mà mặt người đó, một ghẻ biết nói chuyện đó, nó hành hạ ông đau nhói. Thì cuối cùng cái nguyên do là do 10 kiếp ông viết oan cho người ta, ông trách lầm người ta, do thù oán riêng tư mà cuối cùng phải thọ lãnh cái nghiệp như vậy đó. Cho nên những cái sự đau khổ của chúng ta trong thời kỳ này, nếu như mình thấy không học Phật đó thì mình nghĩ là bình thường. Nhưng mà khi có học Phật rồi thì xin thưa không bình thường. Hoàn toàn do phải nói rõ là nhân tiền báo quả hậu. Ha, đây, chúng ta hiểu gì được rồi. Rồi tiếp theo nói gì? Khi vì lợi kỷ. Lợi kỷ là gì đồng đạo? Lợi kỷ gì? Quyền lợi cá nhân. Ha, quyền lợi cá nhân. Tôi viết chữ đồng đạo xem được không? Tôi viết chữ hơi xấu. Thật ra thì quý thầy cô các bạn học qua trường lớp đại học đồ sư phạm, rồi tôi không qua sư phạm, học vẹt không ạ? Cho nên thì thông cảm ha. Với hai cái bản này khó viết quá, do qua đây họp của nó trễ quá, phải sớm một chút thì tôi nhờ ban chức mượn cái bản của trường đó. Cái khóa 434 cái bản của trường viết đẹp lắm. Bản này thì hơi khó mà chắc thấy được mà ha, tôi cũng cố gắng vẽ chữ to chút cho các bạn xem. Như vậy thì cái thứ ba nữa là vì quyền lợi cá nhân, lợi kỷ đó. Thí dụ bây giờ nhỏ bạn mình hôm qua nó cho mình mượn 100 ngàn ha. Rồi cái bữa nay thằng kia hỏi: ê cô bạn, bạn của cô tốt không? Tốt lắm, bạn tôi tốt lắm. Bị người ta mới cho mượn 100 ngàn, nó nói ta xấu chàng. Thấy không? Vì vậy cho nên khi mà con người mà đặt cái lợi quyền, cái quyền lợi cá nhân vào trong sự kiện nào đó thì nhất định là chúng ta sẽ đoán sai người đó, phải không?
Do đó cho nên khi mà dính dáng đến quyền lợi cá nhân rồi đó thì mình cẩn thận, nó làm mình mờ mắt đồng đạo à, mờ mắt. Thí dụ như bây giờ các vị quan mà đồng đạo nhớ coi, các cái vị quan mình nói vị quan ngày xưa đi, giờ chúng tôi không dám nói thời bây giờ, các vị quan ăn hối lộ nè, các vị quan vì tiền nè, thì đây là các vị quan rõ ràng là không thanh liêm rồi đúng không? Không thanh liêm rõ ràng là vì lợi cá nhân nè. Cho nên tôi nói ngày xưa thì có ông quan thanh liêm lắm, thanh liêm cùng cực luôn đó nha. Cái lúc bây giờ cái đến một cái vụ án này, cái bà vợ của cái người mà bị tức là cái người bị xử đó mới lòn lòn đến vợ ông quan hỏi, bây giờ muốn cũng như là nhờ cho giảm bớt án thôi. Đấy là quan thanh liêm đó, mà bây giờ cho thì ông không nhận, cho thì ông lấy ông quan thanh liêm mà ông dặn vợ là không có lấy à nghe. Nhưng mà cái người này mới hỏi ông quan ông tuổi gì vậy bà, và nói ông quan tôi tuổi tí chuột. Thì vài ngày sau cái người này, cái người bị oán nè, bị án nè, họ mới đem ra một con chuột bằng vàng họ tặng. Cái chiều về cái vợ ông quan ông thỏ thẻ nói ông ơi, cái tình tiết vậy đó, quý vị biết ông quan thanh liêm ông nói sao không? Sao mà bà ông nói tôi tuổi ông trâu á, cháu bự hơn chút, con chuột cái xíu à. Làm đâu hiểu cái yếu này không? Ý là một vị quan thanh liêm đó, nhưng mà khi gặp những cái vật chất vàng, những cái mà lợi quyền đó, thì lúc bây giờ thì sao? Mờ mắt, bẻ cong vấn đề. Cho nên thực tế mà chúng ta thấy trong cuộc sống xã hội đó, những cái sự kiện mà trách quan trách làm người khác nhan nhản ra xã hội là do đâu? Phải do tiền không? Tiền và danh. Ông chủ tịch nói là cha cháu tao đó, mày có xử cũng vừa vừa thôi này kia, thì tao cũng có nể tình rồi. Thì đó là gì? Lợi kỷ, vì lợi cá nhân. Thì các yếu tố này nó phải dạy rằng khi gì tư thù, khi gì lợi kỷ khiến con người không biết đường ngay nẻo thẳng, nên làm cho kẻ khác phải chịu, nên làm cho kẻ khác phải chịu quan tâm ha. Cho nên cuối cùng là thì đây là ba yếu tố mà phải nói làm cho người ta phải chịu quan tình. Thì từ chỗ quan tình đó, đó là tà. Thì đây là chúng ta trình bày về một cái hành trạng của tà. Rồi còn tai hại thì đồng đạo biết rõ, tôi không cần ghi tai hại, chỉ nói thôi. Tai của người tà kiến thì chúng ta thấy rõ là trong hiện tại người này là phải nói rõ là gần như là không có được lòng người. Đi đâu người ta cũng ghét hết á, bởi người này không có công bằng, nói gần như là nói người ta không có đặt trọn niềm tin, bởi vì nhìn nhận nó sai. Người này là thất bại à, thất bại từ nhân phẩm, từ kinh tế, từ đạo đức con người trong cuộc sống. Còn nếu nói về tâm linh đó, về phần tín ngưỡng đó, thì con người này bị đọ, bị nghiệp. Bởi thầy dạy sao? Trách lầm, mang nghiệp vào thân, chỉnh e, vai vác, thánh thần chắc biên. Khi Đức Thầy chúng ta về ở nhà ông Hương Bộ Thạnh đó, thì lúc bây giờ có ông Ký Lục Nọ, ông xin lỗi, khi Đức Thầy chúng ta về nhà ông Ký Giỏi chắc năm 42 nhâm ngủ ở Bạc Liêu á, thì có ông Ký Lục Nọ, ông là đến ông dạm hỏi con gái của ông Ký Giỏi á, cho con trai ông. Nhưng mà cuối cùng thì ông Ký Giỏi không chịu, tức là không chịu gả con gái mình cho con trai của ông Ký Lục Nọ. Thì trong khi đó ông Ký Lục Nọ mới suy nghĩ, ông nói như vậy là mình với ông Ký Giỏi là bè bạn với nhau, là cái chỗ môn đăng hộ đối. Mà giờ này ông Ký Giỏi ông không gả con gái cho con trai mình là chắc là do cái một cái vị trẻ tuổi ở trong nhà là Đức Thầy mình. Tức là ông suy nghĩ rằng Đức Thầy mình và con gái ông Ký Giỏi có tình ý gì nhau nè. Vì vậy Thầy mới viết cái bài cảm tác, dòng đó mới có câu là trách lầm mang nghiệp vào thân nè. Thì cái đó là thể hiện là trường hợp của ông Ký Lục Nọ là người tà kiến, nhìn nhận nó sai vấn đề. Cái vấn đề ông Ký Giỏi không gả con gái ông cho con trai Ký Lục Nọ là vấn đề khác, không có liên quan tới thầy cho nó. Rồi ông kia ông suy nghĩ, gọi là suy nghĩ vu vơ đó, suy diễn đó. Mà cái bệnh này là cái bệnh chung, bây giờ chúng ta nhiều khi cũng suy diễn đó nè. Cho nên cái suy diễn của mình phải suy diễn cho đúng, suy diễn có chánh kiến. Nếu chúng ta suy diễn có tà kiến rồi, cái nghiệp nặng lắm đó, cái nghiệp rất là nặng. Dầu rằng những lời nói đơn phương, những cái sự suy nghĩ đơn phương, tuy nhiên chúng ta không nói, chúng ta không suy nghĩ là không có nghiệp. Mà khi chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ không đúng rồi thì lúc bây giờ là nghiệp, thì tương lai chúng ta đọa lạc. Tùy theo cái nghĩ nhiều nghĩ ít, cái ảnh hưởng đến người khác, đến uy tín, đến giá trị đạo đức người ta nhiều chừng nào thì tội nhiều chừng đó, tội đến đọa địa ngục thôi hả? Ha, thầy nói không hết. Rồi bây giờ chúng ta đến cái thứ tư là pháp hành, hành chánh kiến. Vậy thì Đức Thầy dạy gì thế? Câu đó là vì thế một giải ta
hết trí năng, tri cứu các sự rắc rối cẩn thận, sự lạc lầm trong khi việc gì, giàu của người hay của cái khác. Thấy đằng đó không tài liệu không đồng đạo? Làm dấu liền tài liệu á. Vì thế, một chánh kiến dạy ta phải đem hết trí năng, tri cứu các sự rắc rối cẩn thận, xem xét tránh sự lạc lầm trong khi phê đó bất cứ việc gì, giàu của người hay của người kẻ khác, trong trang 25 đó. Ha, một ý. Ý thứ hai nữa đồng đạo chứng minh giùm tôi một đoạn giảng trong các bài trong quyển Linh Mẫn. Ý Linh Mẫn. Nhìn các chuyện. Chí Linh Mẫn nhìn xem các việc chứ. Chí Linh Mẫn nhìn xem các việc. Phải đừng cho làm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét con nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Ghi kịp không? Trong quyển tư. Chí Linh Mẫn nhìn xem các việc. Phải đừng cho làm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét con nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đem vào. 6 câu phải không? Ừ, 6 câu. Còn nếu không ghi chú đi. Vậy xem là chú các mày tâm kệ. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ ba là gì? Đức Thầy dạy điều răn cấm thứ bảy ha. Điều răn cấm thứ bảy tức là đứng trước nè. Chúng tôi chỉ ghi nguyên văn thôi. Thì chúng ta học theo nguyên văn này được rồi. Đứng trước mọi việc chi? Đứng trước mọi việc chi? Về sự đời hay đạo đức. Đồng đạo trong lớp này thuộc điều răn cấm nhiều không? Điều răn cấm thứ bảy, biết điều răn cấm thứ bảy không? Người biết được không ha? Lớp học này quý vị cũng cẩn thận. Có thể chúng ta phải thuộc lòng 8 điều răn cấm đó. Nữa mình có một cái ngày thi 8 điều răn cấm. Để tôi sắp xếp ra cái ngày nào mà trời trong xanh đẹp đẽ đó thì chúng ta sẽ có cuộc thi 8 điều răn cấm ha. Xin nhắc lại, ý thứ ba nó là gì? Đứng trước mọi việc chi, về sự đời hay là đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Rồi thứ tư nó là gì? Trong bài hành lễ thầy dạy tất cả các hành động. Trong bài hành lễ đồng đạo, tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Trong bài hành lễ tóc ký ha, tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Tuổi này mà đọc vậy là viết được hết mà. Hồi đó tôi tóc ký gì là viết được hết à, được không các bạn? Được không? Được hay không? Nhắc lại nè, tất cả các hành động trong đạo ngoài đời, trước khi làm việc gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Thì đó là cái phần hành rất là hay. Đó rất hay, tôi nhắc là ba lần trong đoạn viết đó. Thì đó là chúng ta hành. Không có thời gian giải nghĩa rồi. Giờ thì không có nhiều lắm. Đồng đạo có cần thì xem lại các chánh mà chúng tôi trình bày mỗi chánh đó. Giờ cái thứ năm là lợi ích. Bởi vì cái câu hỏi này, cái câu này có lợi ích. Lợi ích thứ năm. Chúng ta trình bày bốn chánh mà một tiếng đồng hồ thì cởi ngựa xem hoa. Có gì nữa thì mình sau lớp học này rồi có cần thì chúng ta xem lại ha. Rồi bây giờ lợi ích có hai cách. Một là đồng đạo y nguyên văn từ ở chỗ nè, sự quan sát cực điểm, làm dấu nha, sự quan sát cực điểm, cách xét đón tận tường, tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét lầm lạc sai chạy khiến ta dẹp bản ngã, đã làm cho trí tuệ mịt mờ u ám, nó giúp cho ta hiểu biết được rõ ràng minh bạch, cách phán đoán được ngay thẳng công bằng, chẳng thế nó giúp cho ta hiểu biết các điều tục địa trong trần, biết được lẽ nhiệm màu của tôn giáo, nó tránh cho ta tất cả những sự giả dối, nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong cái hành đạo. Nhìn cái miệng tôi cái gì, nhìn trong tập á, tài liệu có mà, đọc nguyên văn á, thấy đâu đó chưa? Phải vậy ha. Tức là nằm ở đoạn cuối trang 25 đó đồng đạo. Từ ở chỗ sự quan sát cực điểm đó, ngày qua đầu trang 26 luôn đó. Thấy không? Ta lạc lầm trong khi hành đạo ha. Tới đoạn đó lạc lầm khi hành đạo. Thì thứ nhất là đồng đạo thuộc nguyên văn. Thứ hai nữa là chúng ta có những cái đầu gạch đầu dòng. Đó thứ nhất là gì? Chúng ta dẹp bản ngã nè. Đúng không? Thứ nhất là dẹp bản ngã.
ha. Thứ nhất dẹp bản ngã, luôn khiêm tốn ha, luôn khiêm tốn. Cái thứ hai là gì? Sự suy đoán. Được công bằng, chính trực. Cái lợi ích này thì quý vị dựa theo cái đoạn văn hồi nãy, không có cần phải sao y bản chánh ha. Nếu thuộc được nguyên văn thì tốt, chánh trực. Cái thứ ba nữa, biết được cuộc đời là mộng huyễn giả tạm. Biết được cuộc đời, tuổi này mà nói cuộc đời là giả tạm mộng huyễn hầu như khó tiếp thu ha. Tuổi này là tuổi phải nói là đăng xuân mà, cuộc đời giả tạm mộng huyễn ha. Rồi nữa là gì? Hiểu được lẽ nhiệm màu của tôn giáo, hiểu được lẽ nhiệm màu tôn giáo. Rồi cuối cùng đó là gì? Nữa còn nhiều lắm mà nhiêu thôi được rồi. À, tức là chứng đạo giải thoát đi ha. Chứng đạo giải thoát, mọi cái lợi ích của mọi cái lợi ích sau cùng của bát chánh đều giải thoát đồng đạo. Ở đây 8 đường giải thoát nhiều lắm nha. Ở đây thì tôi chỉ đưa ra vài minh chứng thôi. Đồng đạo có thể là sáng tạo, đối với tôi rất thích sáng tạo. Bài vở là căn bản, sáng tạo là chính. Nếu như lớp học của mình hôm nay là học viên chính thức là trên 120 đó, thì đương nhiên nữa là ít nhất cũng từ 10 em 10 điểm. Tôi nhớ có năm như lớp thứ 3, thứ 4 gì đó, tức là cách đây khoảng 5 năm á, lớp học như lửa vậy đó. Trình độ khoảng cấp 3 và đại học. Lớp học là phải nói rõ là nhìn lớn lớn không à. Cái nên, tức là mấy em tầm khoảng từng 17, 18, 23, 24 tuổi. Cái lớp giống như lửa vậy đó, điều đang rồi đó, tại đây nè. Học năm đó như khoảng 100 mà. Thì đồng đạo biết không, lúc đó là tôi nhớ không lầm, tại tôi cũng trong ban giám khảo đó. Thì lớp đó hình như là đạt điểm 10 là trên dưới hơn 20 em. Xuất sắc là lớp đó là khoảng 60 em xuất sắc. Gần như lớp đó là không có còn lộ trung bình yếu, thấy hầu như là ai cũng xuất sắc giỏi đó. Thì như vậy thì trong 20 em xuất sắc, 20 em 20 điểm này nè, thì tổng giám thị và ban khổ truyền phải đau đầu khi lựa ra một em đậu thủ khoa. Thì đương nhiên em nào mà sáng tạo hay chi tiết hợp lệ thì bài điểm nó phải là trỏi nhất, gọi là 10 điểm cộng. Cũng có 10 điểm trừ. Nếu nó khô khan thì 10 điểm trừ. Nếu mà không nắm vững bài vở thì 10 điểm trừ. Và hơn thế nữa, lớp này tôi xin với lãnh đạo là chúng ta có phần thi trắc nghiệm. Phần thi trắc nghiệm là khoảng có thể là từ 4 hoặc 6 điểm để tính là coi. Tức là phần thi trắc nghiệm là gọi là đề mở trắc nghiệm mà. Còn mà phần thi viết đề đóng tự luận. Đấy, để chúng ta có cái mới một chút. Các lớp trước hầu như là chưa, ở đây như tôi nhớ chưa thi trắc nghiệm lần nào. Như là có rồi năm 19 đó. Các bạn nào năm 19 học lớp tại đây không? Có hả? Cái lớp mà mình đi về nguồn nhớ không? Vậy là cũng nhiều phải không? Vậy cũng biết nhiều rồi. Lớp đó thì tôi cũng cố gắng tạo một cái niềm hưng phấn đi về nguồn cả ngày đó. Nhưng lớp này chắc không đi được rồi, dịch bệnh, không dám. Dưới lớp đó đi cũng tốn tiền và tốn lắm. Kìa, tôi nhớ đồng đạo sáu dược nè. Với tôi nhớ nói là mới nhớ đến cố đồng đạo Hai Ngà. Trong lớp học này có quý vị nào ở gần nhà đồng đạo Hai Ngà không? Phải nói rõ là về đây là tôi rất là nhớ đến cố đồng đạo Hai Ngà. Mỗi lớp học thế này là đồng đạo hỗ trợ rất là nhiều tiền đó quý vị. Tôi nhớ năm rồi, năm đó đó, khi mà bàn về vấn đề thuê xe đó thì đồng đạo và đồng đạo sáu dược ở đây nè thì cũng hỗ trợ rất nhiều đó. Tôi nhớ là đại khái vậy đó. Nhưng mà thật ra nói thì có linh hồn của đồng đạo Hai Ngà. Đáng lẽ ra lớp học này chúng ta phải dành một phút mặc niệm cho ông, bởi vì gần như năm nào ông hỗ trợ rất là nhiều. Ông là một trong mạnh thường quân của lớp học này đó ở các năm. Chắc lớp này đều biết nhà của Hai Ngà gì hết rồi. Hai Ngà tức là ở Xéo Xéo này nè, biết không? Ở ủy ban xã đi xuống một chút đó, ở ngay chỗ cái cơ sở gỗ á, gì bàn ghế á, nhớ ha. Đấy, thì giờ đồng đạo đã ra đi rồi thì đây mình nhắc lại thôi. Thì như vậy thì bây giờ nhắc gọn vậy ha, vậy được ha. Chúng ta qua cái chấm thứ hai.
Cha, buổi sáng này chắc không kịp giờ, phải chạy thời gian đó gì ơi. Tôi thì có bệnh nhiều chuyện, cho nên hồi sáng không dám thiết sớm. Thiết sau thì có nhiều chuyện chút đỉnh không sao. Thì chúng ta giữ y dàn bài đi. Có thể là phần trách nghiệm này không có lợi ích, thì cái nào bỏ được cái nào đỡ cái đó ha. Thứ nhất là chúng ta học cái chánh thứ nhì, đó là chánh tư duy. Vậy thì khái niệm chánh tư duy là gì? Trong tài liệu tư tưởng gì? Tư, cái này thì chúng ta không có khác hơn rồi, tư tưởng chân chánh. Tức thầy dạy thứ ba tư duy bằng nay trong bài giảng dò đồng đọc. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mấy màu. Hai câu được rồi, đọc lại nè. Thứ ba tư duy bằng nay, giờ này có câu hỏi chánh tư duy đó. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mấy màu. Khỏi có ghi luôn đi, khỏi có xem là bài giảng dò, bởi vì các bạn tuổi trẻ mà coi phần thi văn ấy cũng khó có tìm. Thì đó là chúng ta nói lại nè, về định nghĩa là khái niệm. Chánh tư duy là gì? Đức thầy đã định nghĩa sẵn cho mình rồi, đó là tư tưởng chân chánh. Trong bài giảng dò thầy dạy thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mấy màu. Thì ở các câu hỏi của bác chánh đạo đồng đạo nhớ giùm tôi nha, ngoài cái việc chúng ta trình bày các khái niệm về các cái lời văn tản đó, thì mình phải có câu văn vàng để chứng minh nha, chứng minh. Rồi về phần tà tư duy, tà tư duy, tà tư duy là tư tưởng tà vậy ha, ngược lại chân chánh đúng không? Tư tưởng nè, tà vậy, xấu ác, còn gì nữa? Tham đắm ha, còn gì nữa? Tham đắm, phiền não. À, phiền não cũng là tà tư duy đồng đạo đó. Ghi cái này vô, ghi để học, ghi để nhớ. Như vậy thì tà tư duy là gì? Tà tư duy là tư tưởng tà vậy, xấu ác, tham đắm, phiền não. Chấm thêm 3 chấm nữa đi, còn nữa đó, nó gọn vậy thôi. Thì khi mà nói đến đây chắc là tôi và quý vị chúng ta cũng đang sở hữu cái tà tư duy nhiều đó, khi tà khi chánh. Mà Đức Thầy đã dạy rằng đó, tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lựa. Tức là trong lòng mình lúc nào cũng có Phật, lúc già đồng thời lúc nào cũng có ma. Lọc lựa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng lựa phải tầm đâu. Mà trong sấm truyền Phật Thầy đã dạy rất rõ rồi, biết Phật Thầy rồi ha, học hôm qua mà ha. Thôi đó là chúng ta hiểu về đến tiếp là của tà tư duy. Chúng ta nên nhớ khi trình bày đây là nguyên nhân hành trạng của tà nha. Nguyên nhân hành trạng của tà đó, tà tư duy. Vậy thì nguyên nhân và thì Đức Thầy đã dạy làm sao? Trong chánh văn nè, rồi nhắc tôi coi. Sanh nó trong trần phải không? Sanh ở trong tầng, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh nghĩa vợ tình chồng. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng. Cái tư tưởng rù quến, tâm trí mãi mãi quay cuồng thì những sự ấy không thể nào thoát ly ra được. Ấy về phần tà. Như vậy thì nếu như chúng ta không hiểu thì mình nghĩ là nghĩa vợ tình chồng là tà. Còn nếu như chúng ta hiểu thì chưa phải là tà, phải không? Cho nên đây là cái điều rất là trăn trở đối với cả đạo, toàn đạo nói chung và cả lớp này. Giờ chúng ta liệt kê một số yếu tố đi. Thứ nhất là gì? Thị dục. Thị dục là gì? Thị dục đây là những cái điều ham muốn trong dục lạc, những điều ham muốn. Ham muốn đó, mà đồng đạo học lại cái phần ham muốn trong dục lạc thế gian. Đồng đạo biết luật căn hiểu luật trần không? Biết rồi phải không? Nãy tôi nghe giáo viên trình bày rất rõ mà. Như vậy thì thị dục đây có thể chúng ta hiểu ngay, đây là gì? Lòng ham muốn, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham quyền, tham thế,
những sự ấy nó xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giá. Cho nên thầy dạy là ngày giờ nào loài người dẹp được tất ham muốn của mình, ngày ấy bớt được một phần lớn sự khổ. Sở dĩ giờ này tôi giờ dĩ khổ là chúng ta ham muốn quá nhiều nè. Ham muốn khổ à. Ham cái gì là khổ ở đó là đồng đạo à. Không ham không khổ à. Mà từ thị dục ở đây muốn nói là đây là sự ham muốn đặt thế gian nó nhiều lắm ha. Rồi đó thầy dạy sanh trong trần hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh nè ha, lợi danh, quyền tước. Thì lợi danh quyền tước chúng ta biết ở đây là mình hiểu những câu từ này rồi. Rồi nghĩa vợ tình chồng, nghĩa vợ tình chồng. Như vậy thì các yếu tố này được Đức Thầy liệt kê là tà. Nhưng mà nếu muốn về tà thì phải quan vào một ý nữa là gì? Rù, tức là tâm trí, rù quến tâm trí, mãi mãi quay cuồng những sự ấy. Tức là những cái này mà nếu như mà rù quến tâm trí nè, nghĩa vợ tình chồng, những tư tưởng rù quến tâm trí nè ha, rù quến tâm trí, tâm trí, tôi viết ra chữ để dễ nói chuyện thôi. Tâm trí quay cuồng vào những sự ấy, vào những sự ấy không thể nào thoát ly ra được, ấy mới về thằng tà. Có nghĩa là Đức Thầy dạy rất rõ về câu từ ngữ nghĩa đồng đạo à. Nếu như lợi danh quyền tước, ngửa vợ tình chồng mà chúng ta hàng ngày mình cứ quay cuồng tư tưởng mình vào các sự ấy đó, không thoát ly ra được, ấy về thằng tà. Và ngược lại, nếu như chúng ta không quay cuồng về các sự ấy thì chưa phải là tà. Bởi vì sống ở trên đời không có danh lợi là không có làm ra tiền, làm sao mà sống được? Mà không có nghĩa vợ tình chồng làm sao mà có con cái, đúng không? Mà bản thân có thể tự sự đặt ta ngày xưa cũng là người có vợ có con mà. Chúng ta là người tại gia mà. Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là người có vợ có con mà. Ở đây đồng đạo biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông không? Giác Ngạn, Giác Hoàng, Điều Ngữ, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông Phật Việt Nam. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên nghĩa vợ tình chồng ở đây, mà nếu chúng ta nói về tà thì cái phụ vào là chúng ta phải cái người mà cái tâm trí quay cuồng về những sự ấy đó. Đức Thầy dùng cái tiếng lóng những sự ấy thì chúng ta hiểu rồi. Nếu tâm trí của mình lúc nào mà cũng nghĩ đến dục lạc, nghĩ đến sự ham muốn trong tình nghĩa vợ tình chồng thì đó là tà. Còn chúng ta có vợ có chồng như phụ huynh của các bạn mà mình đâu nghĩ chuyện ấy đâu. Mình nghĩ chuyện làm từ thiện, nghĩ chuyện kinh sách giống như tôi nè. Tôi là người có vợ hai con rồi. Nhưng mà thật ra thì trong cái cuộc đời của mình thì gần như là mình cống hiến cho đạo. Mình hàng ngày là mình chỉ là phải nói là kinh kệ là chính, còn các cái việc khác là phụ thôi. Và sau khi chúng ta hiểu đạo rồi thì mình tiếp theo, tức là nó gọn lại cái hành trạng tà tu di này. Nếu nói đến lợi danh quyền tước nghĩa tình chồng, thì nếu như người nào mà cái tâm trí quay cuồng vào những sự ấy không thoát ly ra được, ấy là về phần tà. Còn nếu người nào mà thoát ly ra được thì chưa phải là tà, là chắc, đúng không ha? Chứ là cái ý thầy dạy rất rõ. Mà nhiều khi nghe nói chàng ông có vợ có chồng ông là tà tu di, không phải. Tôi có vợ có chồng nhưng mà tôi tư tưởng tôi không phải đặt vào đó, mà tư tưởng tôi đặt vào nhân loại chúng sinh, tôi đặt vào cái chuyện phát triển của đạo, tôi đặt vào công tác từ thiện xã hội, tôi đặt vào ban trị sự thì làm gì mà tà ha? Bởi vì phương tiện mà. Rồi chúng ta đến cái thứ tư là hành, pháp hành, hành tư duy, hành chánh tư duy đó, hành chánh tư duy. Vậy thì Đức Thầy dạy nguyên văn á, phần chánh dạy rằng quý vị phải về chịu cực học rồi đó, học nguyên văn đó. Phần chánh dạy rằng tâm cần phải bình, thế thứ nhất, tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cái thanh cao, giữ tư tưởng thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý,
tý trí đáng tìm cái chân lý. Cái chân lý là cái đạo của mình đối với gì? Đối với nhân loại ha. Của mình đối với gì? Đối với trời Phật. Cái bảng nhỏ quá, ghi đây đi ha. Và cuối cùng thì của mình đối với mình. Đồng đạo thấy cái đoạn nguyên văn đó không? Tôi đâu nói ngoài nguyên văn đâu. Thấy chưa? Tức là phần đầu của đôi bài trang 26 đó. Thấy đoạn ha, điện trên bảng ghi là chỉ chia chia nhỏ ra dễ nhớ thôi à, không ngoài nguyên văn. Thì để chia để chúng ta dễ nghĩa, chắc là dễ nghĩa còn gọn thôi. Như vậy thì thế nào gọi là tâm cần phải bình? Cái chữ bình này về phương ngữ gọi là bình gì quý vị? Bình gì? Bình tĩnh. Anh nên bình tĩnh. Bạn bình tĩnh đi, là bình đó. Chúng ta nói về phương ngữ thôi, đời thường thôi. Còn mà chữ bình thấy học Phật đó, bình là bằng, bằng phẳng. Ở đây có đồng đạo nào hiểu về cái từ gọi là hiệu ứng cánh bướm không? Hiểu ha, là biết rồi phải không? Thế giới chúng ta là gì? Thế giới phẳng. Về hiểu cánh bướm. Chỉ cần ở một đất nước này con bướm nó vỗ cánh thì đất nước kia động đất đó đồng đạo. Không phải sự là vậy, nói về lý. Tức là thế giới phẳng chúng ta giờ này nó có một sự liên quan với nhau. Mỗi hành động của ta ở đây ảnh hưởng đến toàn cầu đó nghe. Phải không? Không phải là nhỏ đâu. Thì hiểu được điều này để làm chi? Để chúng ta phải tự xét mình. Từ lời ăn, tiếng nói, từ hành động nhỏ lớn của mình đều ảnh hưởng đến nhân loại chúng sinh, không phải hại mình đâu. Về môi trường, về mọi thứ, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan, chỉ cần những hành động nhỏ của ta đây thôi, một cái sự vỗ cánh bướm rất là nhỏ, nhưng mà ở đất nước khác lại động đất đó, về hướng cánh bướm. Nghe không hết ha. Đây là chúng tôi chỉ thí dụ thôi. Như vậy thì trở lại chữ bình ở đây là bằng, bằng phẳng. Mà tâm cần phải bình, nói gọn cho các bạn dễ hiểu, bình là bình tĩnh. Mọi việc gì các bạn phải bình tĩnh thì các bạn có được chánh tư duy. Còn nếu không bình tĩnh, chúng ta vội vã, chúng ta hấp tấp thì gần như là chúng ta có chừng rơi vào tà. Hai người bạn của mình, một cái nhóm, một tổ của mình, mà nếu như đứa nào, đứa bạn nào mà bình tĩnh nhất là đứa đó học giỏi. Đúng không? Nó bình tĩnh lắm. Nó không phải nó vội vã đâu, mà đứa nào mà vội vã hấp tấp vội vàng, đứa đó học tệ nhất trong nhóm mình. Đúng không các bạn? Thực tế có người bình tĩnh, người phải có một chiều sâu. Mình nói nôm na phải có nội công á mới bình tĩnh được. Phải điêu luyện, phải có thời gian điêu luyện bình tĩnh. Tại đây tôi cũng liên hệ thực tế thôi để các bạn hiểu. Đấy, thì đấy là chúng ta hiểu về chữ bình. Rồi thứ hai là phải tịnh. Tâm và tánh không khác. Chữ tâm là thể, tánh là dũng. Hai cái này hai nhưng có một thôi. Tâm là dầu mà tánh là đèn. Tánh là ngọn, ngọn đèn ở trên. Tâm là nước, tánh là sóng thôi. Đâu có gì lạ đâu. Mà không có nước là gì có sóng, không có đèn là gì có lửa. Mà nếu như đèn dầu nhiều thì lửa cháy nhiều, mà cạn dầu thì lửa không cháy. Nếu không có sóng, không có gió thì không có sóng, mà có gió thì có sóng. Thì đó là chúng ta hiểu về khái niệm tâm và tánh. Và tịnh là gì? Chữ tịnh là yên lặng. Người ta chửi mình mà mình yên lặng là tịnh đó. Được không? Tuổi này khó dữ nha. Phải có tu mới được. Nội mà cái câu giảng thầy dạy là ai chửi mắng thì ta giả điếc đó, đợi cho người hết giận ta khuyên đó. Câu này là được chữ tịnh đó. Làm được không quý cô? Quý bạn trẻ làm được không? Khó dữ à nghe. Rất là khó. Đấy là chúng ta nói thí dụ. Và trở lại về thuật ngữ của đạo Phật, chữ tịnh là yên lặng, gọi là yên tĩnh đó. Trái lại với động. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là giữ tư tưởng thanh cao. Thanh cao là gì? Cái chữ thanh là trong sạch, chữ cao là cao thượng, hướng thượng á, hướng thượng. Và Đức Thầy mới dạy thêm đó, trí chúng ta phải ráng tìm cái chân lý. Cái chân lý là cái đạo của nhân loại, tức là cái đạo đối với nhân loại, đối với trời Phật và đối với mình. Vì vậy cho nên đối nhân loại thì dạy làm sao? Trong nguyên văn nè, vì thế phải đặt tư tưởng mình vào trong công cuộc cứu vớt vườn xanh thoát gọi, thoát khỏi dòng trầm luân quan nghiệt, là đối với nhân loại đó. Đối trời Phật thì sao? Hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng. Đối với mình sao? Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh, là đối với mình đó.
Thì đoạn giảng này thì tôi nghĩ không cần giải nghĩa, hiểu à, đọc hiểu à. Còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, các bạn nghe lại các đề tài tôi thuyết riêng về cái chất này nè, nói mới sâu. Còn đây chúng ta chỉ nói ý thôi trong bài học thôi, vậy được rồi ha, được rồi ha. Thì đây là cái những cái ý mà chúng ta pháp thực hành. Rồi đồng đạo thêm một cái ý cuối cùng đó là gì? Chánh tư duy. Trong nguyên tư nè, chánh tư duy một ấy thanh cao. Nếu mà nghe nói bây giờ ông này ông nói khó hành quá, nhưng mà cái này dễ hành nè, ghi chú nghe. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mấy màu, cũng tưởng điều trung chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Ghi hết chưa? Dễ không? Đọc cái này dễ làm nè. Có nghĩa rằng đó thầy dạy chúng ta muốn có được chánh tư duy, nếu tâm bình tánh tịnh khó quá thì giờ này chúng ta cứ niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài thì chúng ta được tư tưởng chân chánh như vậy. Đọc lại nè. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Thì ở các cái lớp khác, những đồng đạo lớn tuổi thì tôi trình bày khác, còn đối với các bạn là trẻ tuổi trình bày khác, thì trình bày kiểu như người lớn tuổi sao học vô ha. Thì đó, vậy là chúng ta xong về chánh tư duy. Thì chánh tư duy này thì cũng có lợi ích nghe đồng đạo. Bây giờ mình đưa một số lợi ích đi, lợi ích đi ha, cho nó có bài đi. Hình như tôi nhớ câu hỏi có lợi ích chánh tư duy đó. Thì tôi nói rồi, về phần lợi ích thì chúng tôi không có buộc quý vị ha, quý vị cứ dựa theo cái hiểu các bạn, và các bạn có cái lợi ích hiểu của mình. Thứ nhất là gì? Yếu tố đầu tiên là được tư tưởng, được tâm bình tánh tịnh nè. Thứ nhất đi, tâm bình tánh tịnh nè, cái này là cái yếu tố đầu tiên, tâm bình tánh tịnh. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là được mọi người quý mến nè. Bởi chúng ta nói điều chân chánh, tư tưởng chân chánh thì tốt, và người quý mến nè. Thành công, được mọi người quý mến, thành công trên mọi lĩnh vực. Thành công trên mọi lĩnh vực, trong đó đời đạo luôn. Đó nè. Rồi tiếp theo nữa đi, thêm nữa tới đây. Ngoài việc được mọi người quý mến, bởi vì mình có tư tưởng chân chánh mà, thành công trên mọi lĩnh vực. Cái tiếp theo nữa là gì? Chúng ta không tham đắm cõi trần ha. Không tham đắm cõi trần, không tham đắm cõi trần đó, tham nhiễm cũng được cõi trần. Không bị dục lạc lôi cuốn, không bị, không tham chấm cõi trần, không bị dục lạc lôi cuốn ha. Dục lạc lôi cuốn, cái từ nữa gì? Trí huệ phát khai. Bởi vì cái chánh này thì thuộc về huệ à, trí huệ phát khai. Và cuối cùng thì đắc thành đạo quả ha, đắc quả giải thoát. Ở đây thì tôi đi ghi giấy vậy thôi, bữa nay ghi gì đó, bữa ôn thi gì khác à. Ghi nhiều cho đồng đạo chúng ta có cái ý nhớ đâu gì đó. Có nghĩa là lớp học này đến gần cuối khóa thì chúng tôi sẽ dành thời gian hơn một buổi để ôn thi. Câu hỏi thì nhiều, nhưng nữa thấy ôn thi mười mấy câu thôi, 10-11 câu vậy đó ha. Ôn thi ghi bản hết các ý, thì chắc có thể là bữa nhật tới, chủ nhật tới tôi qua cái lớp 434 tôi sẽ ôn thi, và tôi sẽ ghi hình lại nguyên buổi ôn thi đó, chắc khoảng 4 tiếng đồng hồ đó, ghi hình đã hết và tôi đăng YouTube. Đồng đạo nào có cần tham khảo trước thì tham khảo. Chủ nhật là lớp mình chưa mà ha, chờ thời gian ngày đó thôi, lớp mình chưa tới thi, lớp mình sao
Thì tới lớp mình tôi cũng ôn thi như vậy. Tức là nữa mình thi cử nó theo một cái khung thôi, không phải thi hết các bài đâu. Vậy được rồi ha. Bữa nay ghi gì, tới bữa ôn thi ghi khác. Bởi vì pháp bắt định pháp mà. Tức là chúng ta thấy sao nó hợp lại chúng ta cứ ghi. Yêu cầu đúng thôi. Nó nhiều ý mà. Hiểu ha. Rồi chúng ta đến cái chánh thứ ba là chánh nghiệp. Phải có thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi gặp quý vị bốn chánh này chúng ta mới nói nhiều chuyện. Nhưng mà thôi bây giờ thời gian còn quá ngắn à. Chắc có thể là quá giờ cỡ 15 phút quá. Bây giờ đến chánh nghiệp. Đọc lại nè. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngang. Tà gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chẳng ham. À, nguyên văn của thầy dạy. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngang. Tà gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chẳng ham. Rồi chúng ta đến cái phần thứ hai là thì như vậy thì nghiệp là việc làm tà vậy phạm vào pháp luật nhà nước gây tai hại cho người khác thì đó là tà nghiệp. Nó gọn vậy thôi ha, không cần ghi, thời gian không nhiều. Rồi theo là nguyên nhân hành trạng của tà nghiệp thì đức thầy dạy rất rõ. Đối với kẻ xuất gia đạo Phật, ngoài những lúc tham thiền nhập định, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc làm công quả cho nhà thiền, chẳng có làm việc gì có thể tạo thành ác nghiệp cả. Nhưng kẻ tại gia cư sĩ, đạo ghi này nè, trong tài liệu làm dấu nè, nhưng kẻ tại gia cư sĩ trái lại cần phải lo kế sinh nhai. Kẻ buông tả bán tầng, người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì sát thân mà ra cả. Thì đó là hành trạng của tà nghiệp đó. Như vậy thì nếu nói về tà nghiệp thì chỉ xuất hiện ở cái người tại gia cư sĩ chúng ta thôi. Còn những người xuất gia thì gần như người ta không phạm vào tà nghiệp, bởi chúng ta còn sắc thân rồi nè. Thì nó gọn lại dễ hiểu là hôm nay bởi vì tại sắc thân này, cho nên vì sắc thân này nè, chúng ta cần phải lao động, cần phải kế sinh nhai, cần phải nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cháu. Vì vậy cho nên trong cuộc sống đời thường chúng ta mới gây vào tà nghiệp. Do đó cho nên hôm nay học cái bài chánh nghiệp này, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được cái lỗ hổng này. Cho nên chúng ta là người có gia đình trong cuộc sống xã hội như bao người khác, nhưng chỉ cần chúng ta chuyển hóa ngành nghề, thay đổi hành nghề từ chánh, từ tà thì chuyển thành chánh. Và hơn thế nữa, một điều đồng đạo nhớ rằng đó, những cái nghề tà nghiệp, những cái nghề thường là phạm vào pháp luật của nhà nước. Và những nghề này nó thường gây hại cho người khác. Chúng ta thấy ngày nay xã hội là nhan nhản những sự kiện này. Nhiều khi con người vì cái đồng lợi nhuận, vì tiền, người ta bán rẻ cái lương tâm mình, rẻ mạt cái gì. Ngày xưa, người xưa thì người ta không bán rẻ lương tâm, người ta rất là chú trọng lương tâm. Mà thầy dạy là người xưa ti ít chữ nôm na chứ chân chánh người ta nghe thẳng. Còn ngay giờ này cái lương tâm mình, nhiều khi mình có mấy ngàn bạc, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, người ta bán rẻ lương tâm mình cái một à. Ai khốn cùng đi mà đắc trời xây. Hôm nay chúng ta được lợi đi, rồi người khác ăn cái món hàng này, người ta bệnh, người ta đau, người ta chết kệ người ta. Thế cuộc đời phải nói rõ là đúng như địa ngục tại thế gian không ha. Thì đấy là những cái hiện trạng của tà nghiệp đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái hành, hành chánh nghiệp. Nguyên văn đồng đạo làm dấu nè. Tuy nhiên dầu đời sống sinh nhai, tuy nhiên dầu đời sống của họ, thấy chỗ đó không? Tuy nhiên dầu đời sống của họ có bị sự sinh nhai chi phối, xong cái chi phối khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc làm các việc hung ác. Họ có nguyện bỏ những nghề nghiệp gây tai hại cho con người như nuôi điếm bán á phiện nè, đầu cơ buôn rượu nè. Đọc lại nè. Tuy nhiên dầu đời sống của họ có bị sự sinh nhai chi phối, xong cái chi phối ấy khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc chẳng có làm việc gì xảo trá bất nhân. Trong cuộc mưu cầu cho lẽ sống, họ cũng nguyện bỏ những nghề nghiệp nè, cũng như nuôi điếm bán á phiện, buôn rượu, đầu cơ cho vai cắt cổ văn văn. Đó, cho thầy giải rất rõ đó ha, nguyên đoạn đó, làm dấu đoạn đó vào. Và thầy còn diễn lượng thêm đó, bởi vì cũng có người diễn lý do. Nói bây giờ tôi bán rượu, tôi đâu có ép đâu uống đâu.
tôi mở ra nuôi điếm đâu ép người ta đâu, tự người ta đến người ta mua tôi uống. Nhưng mà không ngờ chúng ta mở ra như vậy thì mình sẽ rơi vào cái tội đồng lõa. Thầy diễn luận đó, bởi vì thầy sợ rằng thế gian người ta chấp. Giả sử như tôi nấu rượu đâu ép ai uống rượu đâu, tự người ta mua người ta uống mà. Nhưng mà dầu rằng tự người ta mua người ta uống, người ta tội, nhưng mà trong đó thì mình cũng vướng vào cái tội đồng lõa. Đành rằng những cái không ép buộc bạn hàng, song tại có họ làm các nghề nghiệp ấy, con người mới hư hỏng trị lạc quan đàn cả đình tú điếm. Họ là đồng lõa mà phạm nhân thì những kẻ nghiện ngập say sưa. Thầy dạy là kẻ tại gia cư sĩ cũng chẳng khớ xá sát hại cái sanh vật, hoặc không đánh đập chém đâm ai, có thể gây ra những điều tội lỗi. Chúng ta ghi nguyên cái đoạn đó vào hành chính nghiệp đó ha. Thấy chưa, gọn không? Rồi đó, thầy dạy thêm nè, tôi đọc một đoạn giảng đó nè, tức là thêm một đoạn nữa nghe. Kẻ tại gia cư sĩ nè, làm dấu nghe, chấm chấm là biết nè, đây là nguyên văn không à, cũng chẳng thế sát hại các sinh vật nhiều. Rồi thêm một đoạn trong giấc mơ vậy nè, ghi nè, câu chánh nghĩa cũng là quá bự. Dầu nghề chi làm việc ngay đường, ta đừng nên theo kẻ bắt lương học ngón xảo để lừa đồng loại. Ghi nè, câu chánh nghiệp cũng là quá bự. Dầu nghề chi làm việc ngay đường, ta đừng nên theo kẻ bắt lương học ngón xảo để lừa đồng loại. Kịp không? Bốn câu à? Vậy được ha. Thì nếu nói lợi ích của chánh nghiệp thì chúng ta hiểu ngay rồi. Khỏi ghi, trong này không có cái phần, trong hình như nhớ là không có câu hỏi phần lợi ích rồi, chúng ta khỏi chánh nghiệp chánh ngữ liền với nhau. Như vậy thì lợi ích của chánh nghiệp thì thứ nhất là gì? Việc làm chúng ta ngay thẳng chân chánh, không có phạm vào pháp luật nhà nước, luôn được cái sự bảo hộ của nhà nước, và chúng ta luôn luôn được mọi người yêu mến, bởi vì chúng ta bán hàng chất lượng, đâu có bao giờ chúng ta bán hàng quá đát đâu. Đâu có bao giờ chúng ta bán hàng mà để tinh mùi, tinh màu hay hoặc là chất tạo mùi, tạo màu hại người khác đâu. Mà chúng ta bán hàng phải nói rõ là ngang cân, tức là thầy dạy là việc bán buôn phải giữ ngang cân, cái tập tánh lận lường cháu đấu đó. Chúng ta buôn bán cái gì, nói sao ra cái đó thì được mua mai bán đắt, kinh tế chúng ta được giàu khá, được uy tín, và tương lai chúng ta không tạo nghiệp thì được giải thoát. Vậy được rồi, lợi ích như được rồi à. Rồi chúng ta đến cái chánh sau cùng là chánh tinh tấn. Tôi nói có nhanh nó không có gì, cũng vừa ha, vừa nhưng không có được rộng lắm, bởi vì chúng ta chỉ nói về cái chánh văn là nhiều, không có thời gian mà để chúng tôi nói rộng hơn là về cái phần như các cái bài giảng của mình ha. Thôi như là tánh tinh tấn. Vậy thì tinh tấn là gì? Tín ngưỡng, chân chánh và lướt tới, khái niệm. Chánh tinh tấn là gì? Tinh tấn là tín ngưỡng, chân chánh và lướt tới. Tín ngưỡng, chân chánh và lướt tới ha. Đức thầy dạy thứ năm tinh tấn hội đàm. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sọc sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Ghi hai câu dài dẫn ra vào để phần khái niệm. Mỗi khái niệm chúng ta ngoài cái việc văn tản ra thì chúng ta phải có hai câu văn vần. Tín ngưỡng chân chánh vừa lúc tới. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Đó là mình hiểu về cái khái niệm về chánh tinh tấn, về thuật ngữ định nghĩa đó. Rồi tà tinh tấn là gì? Tà tinh tấn là tín ngưỡng tà vậy, chạy theo dị đoan mê tín, không tin tưởng Phật trời. À, ngược lại, tà tinh tấn là gì? Là tín ngưỡng tà vậy, chạy theo dị đoan mê tín và thiếu cái sự, phải nói rõ là tin tưởng Phật trời. Hành trạng của tà tinh tấn thì Đức Thầy đã dạy, phái vô thuần luận thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức người còn, thân mất tức người mất, không có thánh thần trời Phật, không có tội có phước, có quả báo luân hồi,
cũng có chẳng có tội có phước, có vía có hồn, đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh phé gian hùng, biết bao nhiêu ngón điên hoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thái. Như vậy thì qua cái câu đoạn này là tà tinh tấn, thì trong đó chúng ta thấy rõ ở cái chỗ Đức Thầy dạy là phái vô thần. Phái vô thần. Chữ vô thần là gì? Thì là các bạn phải hiểu ý gì những từ ngữ này. Chữ vô thần tức là không tin tưởng về thần quyền. Có nghĩa rằng phái vô thần ở đây không phải Đức Thầy chỉ ám chỉ một cái phái nào, mà muốn nói ở đây phái vô thần là những cái nhóm người mà không tin tưởng về trời Phật thần thánh. Chính vì vậy họ không có tin tưởng về một vị siêu nhiên, một cái vị phải nói rõ là gần như một cái vị nắm cái quyền cao nhất về cái phần tinh thần là Phật, họ đâu có tin. Chính vì họ không tin như vậy thì họ mới nghĩ rằng cái thân này đó nó sẽ theo cái dòng thời gian, cái thân này còn thì còn, mà thân này chết là hết, không có tội, không có phước, không có quý, không có hồn, không có đầu thai, không có kiếp sau. Nói nôm na dễ hiểu á, những cái người mà họ không tin rằng kiếp sau đó, không tin rằng tội phước, không tin nhân quả, thì họ là những người mà Đức Thầy chúng ta liệt vào cái phái vô thần, chứ không nói một môn phái nào khác. Đạo hiểu ha. Cho nên khi mà gì mình tiếp xúc thực tế hoặc là các thông tin trên mạng, mà khi chúng ta nghe nói về cái từ vô thần thì chúng ta hiểu ngay đây là một tiểu số người không tin về phần quyền, không tin về phần thánh. Thì thật kỳ ra đó, thì nếu như vậy là một điều sai lầm. Bây giờ tôi nói với đồng đạo hiểu nè, cái thân của mình, khi cha mẹ mình sanh cái thân giả tạm này, cái thân này là vật chất, gọi là thân vật lý. Cái thân này Đức Thầy dạy là do tứ đại hiệp thành. Nhưng mà cái thân mình nó cũng giống như cái phần cứng của máy tính vậy đó đồng đạo. Nó máy tính đồng đạo hiểu rồi. Cái thân mình nó giống như cái gam, giống như cái ổ cứng, giống như cái màn hình, giống như con chuột, giống như cái bàn phím. Mà nếu cái máy tính này mà đồng đạo mà không nhập cái phần mềm vào đây thì máy tính này xài được không? Không. Như vậy thì cái thân mình đó, nếu mà không nhập cái linh hồn vào đó, thì cái thân này giống như robot vậy. Giống như thân gỗ vậy đó. Như vậy thì cái robot, cái phần linh hồn và phần mềm đó, thì cái phần này không chết. Bây giờ cái máy tính nó hư, phần mềm nó hư không? Phần mềm nó có lỗi thì nó không hư nha. Nó lỗi trả lại thôi à. Khi mà chúng ta xài 5 năm, 3 năm đó, cái ổ cứng nó hư, màn hình nó hư, cái bàn phím hư, con chuột nó hư, nhưng phần mềm nó không hư. Chúng ta thay cái máy tính khác, giống như một kiếp người thay cái người khác, thì linh hồn này sẽ chuyển qua, phần mềm này chuyển qua kiếp khác. Vì vậy cho nên Đức Phật và Đức Thầy mới dạy chúng ta biết rằng con người mình có kiếp sau. Kiếp này mà ở đời mà không trọn vẹn rồi kiếp sau khổ hơn kiếp này. Khi chúng ta chết là chết cái thân giả tạm, mà Thầy đã xác định là xác ti mất, hồn thiên chẳng mất. Vì vậy cho nên cái hồn chúng ta nó không chết. Mỗi lần chúng ta chết là chúng ta thay đổi một cái nhà. Cái nhà này cũ rồi, hạn sử dụng con người chúng ta giỏi gì là 60 năm, 70 năm. Con người mình hạn sử dụng cái đồng đạo à, cho nên nó già, nó bệnh, sanh lão bệnh tử. Giống như cái micro này, cái hạn sử dụng đó là 5 năm, thì qua 7-8 năm nó hư à, thì phải mua micro khác. Cái thân mình cũng hạn sử dụng. Hiện nay nước Việt Nam chúng ta quân bình như vậy đó. Cái số người mà quân bình về tuổi thọ là trên 70. Trên thế giới này chỉ có Nhật Bản thôi, đất nước này là sống thọ nhất đó. Như vậy thì hạn sử dụng con người nó theo một cái thời kỳ, theo thời gian nhất định. Và khi hết hạn rồi thì chúng ta bỏ cái nhà này. Thì khi bỏ nhà này, linh hồn chúng ta nó theo con đường tội phước. Mà Thầy dạy là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Vì vậy cho nên lúc bây giờ theo hai con đường tội phước, một đi lên, hai đi xuống. Và chúng ta sẽ sanh vào, thọ nhận vào một cái máy tính khác. Phần mềm này sẽ nhập vào máy tính khác. Linh hồn này ở vào một căn nhà khác. Thì căn nhà này có thể nó tốt hơn căn nhà cũ, và căn nhà này có thể nó tệ hơn căn nhà cũ, là do cái quá trình chúng ta gây tạo hàng ngày trong cái kiếp sống này. Vậy là hiểu rồi ha. Vì vậy cho nên ở đây khi học Phật thì chúng ta không chối bỏ được điều này. Vốn dĩ con người chúng ta có kiếp sau, vốn dĩ con người chúng ta có thiện ác. Nếu chúng ta làm lành, chúng ta hiền lành, thương người, làm phải, thì tự nhiên nghĩ ra mọi việc tốt lành đến với mình nè. Mà Khổng Tử đã dạy rất rõ rồi, môn nội hữu tiểu nhân thì môn ngoại hữu nhân chí. Mà môn nội là tức là tiểu nhân chí, thì bên ngoài thì môn nội hữu tiểu nhân, bên ngoài tiểu nhân chí. Tức là bên nội môn nội hữu quân tử thì bên ngoài quân tử chí, mà bên môn nội hữu tiểu nhân thì bên ngoài tiểu nhân chí. Nếu như đồng đạo chúng ta là tiểu nhân, các bạn học viên là tiểu nhân, thì những người bạn của các bạn cũng là tiểu nhân, đúng không?
Nếu các bạn là người quân tử thì những cái người kết bạn với bạn cũng là người quân tử. Chứ giờ các bạn là quân tử mà kẻ tiểu nhân gặp các bạn được không? Không hợp. Hai cái này không trùng với nhau cái làn sóng. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta làm lành ở đời làm lành thì mình sẽ gặp lành. Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ mà. Điều này chúng ta phải nói mình phải rất là hiểu. Ông cha ta đã có tinh thần Phật giáo từ lâu rồi. Kính thưa đồng đạo, có một tinh thần Phật giáo từ lâu rồi. Kính thưa đồng đạo, tức là gieo gió thì gặp bão, ở hiện thì gặp lành. Cái câu nói này của ông bà mình nghe, của ông cha mình. Ông cha mình đã có một sự thần Phật từ lâu rồi. Ông bà mình thường dạy mình, con ơi, tức là ở hiện gặp lành, mà gieo gió thì gặp bão. Thì đây là có kiếp sau rõ ràng, có nhân quả rõ ràng trong cuộc sống. Và không lạ gì khi chúng ta nghe nói một cái câu á, trời cho không thấy, trời lấy không hay, đúng không đồng đạo? Đây là nhân quả. Nếu chúng ta hiền lành ở đời, sống đúng theo bát chánh đạo hoặc là chánh tinh tấn các chánh khác, thì tự nhiên là chúng ta sẽ có được mọi thứ mà gần như mọi thứ đến thì mình bất ngờ, mình vững vững vậy đó. Còn chúng ta ở đời ác đức rồi thì sẽ cướp mất đi những cái gì đó của chúng ta mà mình không hay. Kính thưa đồng đạo, cho nên ở vấn đề này chúng tôi muốn nói điều đó, nhất là các bạn trẻ. Chúng tôi muốn gieo vào tư tưởng các bạn một cái tinh thần về cái vấn đề chúng ta phải là cái người hữu thần. Dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc hữu thần, dân tộc tin vào thần quyền. Vì vậy cho nên chúng ta có thờ củ quyền, thờ ông bà. Hàng năm chúng ta có giỗ tổ chung là gì? Giỗ tổ ai? Hùng Vương, quốc tổ Hùng Vương. Vì vậy nên dân tộc Việt Nam dân tộc hữu thần, dân tộc tin tưởng vào thần quyền, dân tộc tin vào tội phước, dân tộc tin vào có vía có hồn, có kiếp sau. Cho nên giàu rằng một vị nguyên thủ quốc gia, quý vị này có cúng không đồng đạo? Có. Có thắp nhang không? Có luôn. Giờ là chủ tịch nước, giờ là thủ tướng, nhưng mà vẫn làm cái lễ truy điệu cho người quá giảng, vẫn thắp hương đó. Giàu rằng các ngài không lại, nhưng mà cũng thể hiện một sự thần Phật, một sự tin tưởng về tâm linh. Cho nên chúng tôi mới khẳng định rằng dân tộc Việt Nam dân tộc hữu thần, chứ không có vấn đề là vô thần. Thì đấy là muốn nói vấn đề này cho nó gọn một chút. Thì đó là chúng ta hiểu về cái hành trạng. Sở dĩ nói rộng một chút là cho các bạn hiểu thôi. Rồi chúng ta đến tiếp theo. Cái phần tiếp theo là cái phần hành chánh tinh tấn. Thì bây giờ phần hành chánh tinh tấn này thì chúng tôi chỉ nhắc lại trong nguyên văn thôi. Chứ đối với tuổi các bạn mà hành các thâm pháp môn này thì chúng ta cũng khó ha. Thì đồng đạo xem lại đoạn cuối trang 26 nè. Vì vậy một chánh tinh tấn này phiên hãy ráng giữ đức tin cho mạnh mẽ. Dầu cho có thế gì lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ sự tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, những sự ấy cũng chẳng thế lôi kéo được. Và ta phải luôn luôn nhớ công lao Đức Phật cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hải Đức Thế Tôn. Phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần thống khổ, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng khổ vì họ vậy. Rằng ta có bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cái nghiệp muốn thế trước hết, phải tầm hương tự giác kiếm cảnh niết bàn tấn tới. Người bỏ hết các sự buồn não, các sự phiền não rồi buồn dẹp lục căn lục trần, và ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, vân vân. Thì nguyên cái đoạn đó thì Đức Thầy đã dạy về cái phương pháp hành chánh tinh tấn. Thì đồng đạo chúng ta có thể xem lại, nếu mà giải nghĩa những nghĩa từ trong đó thì không có thời gian. Cái đề tài này tôi nhớ tôi dành thời gian một tiếng đồng hồ đó, nói đề tài này đó. Cho nên về những cái câu từ đó thì có thể chúng ta xem lại để mình hiểu thôi. Bởi vì tuổi các bạn, cái quan trọng là chỗ hữu thần và vô thần đó. Cái mà chúng tôi muốn nói đây cho các bạn hiểu được rằng cuộc đời này có tội, có phước, có vía, có hồn, chứ không phải như phái vô thần. Còn cái việc hành đạo trong chánh tinh tấn này thì chắc là đối với tuổi các bạn thì nó hơi, phải nói hơi cao sâu, cho nên thì không cần phải giảng giải nhiều. Và hơn thế nữa, tức là chúng ta hành chánh tinh tấn có hai ý. Chỉ ghi cho các bạn đồng đạo dạy ta ha, phải ráng giữ đức tin dầu dạy chánh tinh tấn dầu hay bại trong giác mê tâm kệ. Chánh tinh dầu thành hay bại cứ ngưỡng của dầu tin ta cũng cứ một đàn đi tới. Bốn câu giảng tôi nhắc lại: chánh tinh tấn dầu thành hay bại cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu trai phá đó đức tin ta cũng cứ một đàn đi tới. Được ha. Như vậy thì nói chung bốn chánh đầu tiên này cũng như bát chánh đạo
là những cái bài học rất là rõ rệt, chẳng những ở cuộc sống đạo đức tâm linh mà luôn các cái cuộc sống đời thường thì chúng ta vẫn áp dụng được trong mọi cái cuộc sống hàng ngày chúng ta. Như vừa rồi tôi trình bày đâu có cái gì là cao sâu đâu, đâu có gì đâu mà khó hiểu hay đồng đạo. Như các bạn trẻ mà tôi nghĩ rằng những cái trình bày nãy giờ các bạn rất là hiểu, và trong đời sống thường nhật của một học sinh như các bạn phải áp dụng được trên mọi cái bước đường tiếp theo các bạn. Và đây cũng là hành trang, bởi vì thầy dạy những lời dạy thầy dạy rất là phải nói gần gũi thực tế, cao sâu nhưng mà gần gũi, chứ không phải cao sâu mà gần như là trốn lánh cuộc đời, không có. Những cái đó thầy dạy là hòa nhập vào đời. Cho nên mong rằng hôm nay bát chánh đạo, bốn chánh này và cũng như bốn chánh còn lại là những bài học có một giá trị giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lãnh đạo. Và đây cũng là những cái hành trang cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống loài người chúng ta và trong cuộc sống tín ngưỡng tâm linh. Kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Cảm ơn cái nhóm nhà lá phía sau không nói chuyện cho nên tôi mới kết thúc sớm, cho nếu phía sau nói chuyện nhiều tôi chưa kết thúc đâu. Thì hết sức là cảm ơn các bạn đã dành thời gian trên dưới 1 tiếng 20 phút để cho chúng tôi phải nói thời gian rất là yên lặng, và tôi cũng nhận thấy các bạn rất là chăm chú nghe tôi giảng bài. Thì tôi mong rằng những lời nói tôi các bạn đã hiểu rất rõ, thì các bạn sẽ là những người phải nói rõ là quan trọng ở tương lai có một nhận thức đúng để các bạn đem cái lợi lạc cho cuộc sống phải nói nhân sinh nói chung và cuộc sống đạo đức tâm linh của người tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thì cuối cùng chúng tôi xin cầu chúc cho các bạn trẻ chúng ta luôn luôn đầy đủ nghị lực, đầy đủ niềm tin trong con đường học Phật, để rồi mai kia bốc nọ khi ra đời chúng ta là những người hữu dụng để đạt đến chỗ chân thiện mỹ. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, ban giám thị, chúng ta vừa được ông tổng giám thị Phan Chí Tâm chia sẻ bốn chánh đầu trong bát chánh đạo. Đây là một cái chuyên đề rất khó mà ở tuổi các học viên tiếp thu không phải là một cái chuyện đơn giản. Nhưng chúng tôi nhận thấy là các bạn học rất tốt, đa số là chăm chú để mà nghe cái bài giảng để chúng ta hiểu bài. Thì muốn hiểu sâu sắc hơn và thực hành bát chánh đạo cho nó đi vào cái trọng tâm, để chúng ta phát sinh được cái trí huệ, thì chúng ta cần phải về đọc kỹ tài liệu và đọc kỹ ba cái nơi, đó là cái bài giảng dò bổn đạo quyển tư và trong tu kỷ hành đạo, thì quý đồng đạo sẽ hiểu sâu sắc hơn. Thì chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng thực hành, vì đây là cái quyển kinh nhật tụng cho mỗi ai, cho những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn tiến trên con đường giải thoát. Thay mặt ban giám thị và tất cả các học viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã đem hết sự hiểu biết của mình chia sẻ một cách dễ hiểu để cho tất cả các học viên có thể nắm vững được cái bài giảng. Kính chúc ông sức khỏe dồi dào và luôn mạnh khỏe để làm cái công tác đạo sự thật tốt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông. Đề nghị chúng ta cho một tay.